Mày cà trớn á. Đúng rồi, mày vô mày cà trớn rồi, đáng chết là tự nhiên, mày. Tự nhiên vô cái mày định ta. Bả cho mày quánh tôi kìa. Tao chưa có đánh mày. Tôi thủ hôm trước ông bảo vệ bả, ông nghe lời bả, chiều qua ông nghe lời bả dí tôi đó nha. Mày định hôm trước chứ. Nghe sao nghe. Nhất vợ nhị trời mà. Còn bà này sao rồi? Mày có ngon mày thả ra đi, tao liều mạng với mày. Thả nè. Mày không xem. Hung dữ hả? Hung dữ tôi hả? Lâm Nguyễn TV xin mến chào ông bà bác anh chị em. Lâm xin chúc tất cả ông bà cô bác anh chị em ngày mới tốt lành, thanh tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ, trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Thì ông bà bác ơi, trở lại khám phá những câu chuyện tâm linh, khám phá những nơi u ám ma mị, khám phá những căn nhà hoang có vong linh có quỷ dữ. Thì Lâm trở lại căn nhà trên đỉnh núi ngày hôm qua, có hai vợ chồng. Người chồng thì rất là hiền, có lẽ là rất là hiền, còn người vợ thì rất là hung hăng. Thì hôm nay Lâm có hứa với ông bà bác trở lại đây, mình sẽ khuyên căn cũng như khắc phục cái bà vợ này, thử coi bà vợ này biết lắng nghe và ông chồng này có khuyên được bà vợ này không. Hai người sẽ giúp hai người chuyển kiếp thành một con người mới, không phải trở thành vong hồn dứt dở dở trở hồn hung dữ ở đây cho bà con cô bác ở đây người ta sợ như bà bác ha. Bây giờ thì video thế nào, mời bác theo dõi nha. Mình sẽ di chuyển vào trong coi gặp cái dòng nào, cái dòng của hai chồng được không, để mình giúp đỡ họ nha. Giờ video thế nào mà theo dõi. Vào trong. Xin chào hai vợ chồng ơi, hai vợ chồng. Xin chào. Vợ chồng đâu rồi ta? Ơi, xin chào. Có đập được gì đâu, tôi đâu mà đập tôi được gì đâu. Hôm nay mày đến đây là mày, bữa nay là mày không muốn sống nữa đúng không? Ngày nay tôi đến đây tôi giúp đỡ bà nè. Muốn sống không sống gì? Không có cần ai trở hết trơn. Tao có muốn tu chuyện ghét thằng người không? Bây giờ tao chỉ muốn ăn thịt xé xác mày thôi. Vậy bà cúng cho bà ăn rồi bà còn dẫn ăn vậy hả? Như kỳ mày cúng cho tao ăn đâu, là tao có linh lực mạnh thì tao còn vui nữa. Linh lực mạnh thì tao không biết mày mà cắt. Hôm nay tôi đến tôi phụ phục bà luôn nè. Không. Tao quánh đó bà. Tao quánh. Đó. Hôm nay tao quánh bà một trận. Ông im. Định. Bà hả? Định. Mày hả? Định à. Bà. Mày hả? Mày xả định đi rồi mày chơi với tao. Cà chớn hả? Cạo á, trời ơi. Thôi, đít gì cứng dữ rồi. Tao mà ra được, tao xé xác mày tao. Trời mặt hả? Trọng gương mặt mà luôn vậy đó. Thằng bà con gái gì người ta dịu dàng, đàn bà hung dữ như quỷ. Ê. Bà hung dữ như quỷ đúng rồi. Thằng kia. Ê gì? Mày định tao lại, mày dê dạ tao phải. Quánh ông luôn vậy. Mày coi cho tao chết rồi hả mày? Ông đàn ông trai tráng trụ cột gia đình gì, không biết dạy vợ. Ông vợ mất dạy không chết luôn. Ôi người ta đang tâm sự mà vô mày định tao lại. Đúng rồi. Rồi mày chữ loạn xạ ở đây hả mày?
Châu Hoa không có dùng đồ cúng của tôi không? Có. Có sao không biết ơn tôi mà ông còn cà chớn à? Ủa cà chớn gì? Tự nhiên mày vô mày cà chớn á. Đúng rồi, mày vô mày cà chớn rồi đáng chết là tự nhiên, mày. Tự nhiên vô cái mày định người ta. Bả cho mày quánh tôi kìa. Tao chưa có đánh mày. Tôi thủ hôm trước ông bảo vệ bả, ông nghe lời bả, chiều qua ông nghe lời bả dí tôi đó nha. Mới định hôm trước chứ. Nghe sao nghe. Nhất vợ nhị trời mà. Còn bà này sao vậy? Mày có ngon mày thả ra đi, tao liều mạng với mày. Thả nè. Mày không xem. Không giữ hả? Không giữ tôi. Không giữ tôi. Bây giờ bà không giữ tôi đánh mà hồ phiêu tán luôn nha. Hả? Tại sao? Mày muốn đánh tao hồn siêu phách tán mày cũng không dễ đâu thằng kia. Sao không dễ? Mày biết tôi là ai không? Hả? Tao chả biết mày là thằng pháp sư pháp tạng nào cả. Rồi, bà biết tên tôi luôn hả? Pháp sư nhỏ xíu xíu. Thôi, ông này được nè, nói chuyện hôm nay chơi. Sao định? Biến nói chuyện bà quá. Bà đứng im đó đi. Tôi không nói chuyện bà đâu. Mà tôi không đánh bà không lại bà hết trơn. Ê, ông được cậu gia đình ông... ông với bà thành quỷ rồi. Giờ ông với bà muốn siêu thoát trở xin kiếp thành người mới không? Hả? Không biết mà. Ông quyết định chứ, ông đàn ông trụ cột gia đình ông dở hơi quá vậy. Quyết định đâu mày? Bà người quyết định hả? Ừ. Đúng. Bà còn sống mà bà có người quyết định thôi, bà chết rồi bà đâu có quyền quyết định gì đâu. Nhưng mà bây giờ tao chết thì tao vẫn có quyền quyết định chứ mày. Bà không được quyền gì chứ. Quyền nhất là đàn ông đã trụ cột gia đình. Mày có hiểu không? Nhưng mà tao là người quyết định đây. Mày nói một hồi tao sẽ liều mạng với mày. Bởi vì ông chồng bà ghét bà không bảo vệ bà phải rồi. Ông đứng ngồi trơ trơ, tôi quánh bà. Ông ngồi trơ trơ đó. Vì chứ là... cha pháp sư thì định ta lại rồi. Ờ, theo quên. Mày nói mày khi dễ phe đàn ông con mày. Mày mày xả tao rồi phải không? Ừ. Bắt nó lại. Đến, đến. Mẹ nói gì vậy? Mày có ngon mày xả ra đi, tao sẽ liều mạng với mày. Không cho nó xả luôn. Cho mình nó luôn đi. Đàn ông trụ cột gia đình vậy chứ, còn bà kia không giữ. Cho hai người đứng đây nha. Bây giờ tôi ra ngoài, hai người suy nghĩ cho kỹ nè. Chưa, trước khi tôi đi tôi nói nha. Bây giờ không lẽ hai người muốn thành con quỷ ở đây hoài. Thí dụ còn sống nè. Thí dụ mình nằm muốn ăn gà sống á. Ủa, muốn ăn gà thì mình bắt gà mình luộc, nhổ lòng mình luộc. Còn giờ ông bà thành quỷ chết. Muốn ăn gà sao xé xác con gà. Ông bà này ác, đúng ác như quỷ. Bà cái linh hồn linh nhi bà cũng ăn đó. Đáng lý ra tôi bắt bà ngày hôm qua đó. Nhưng mà vì tôi thấy bà tôi cái kiếp quỷ. Còn vô minh tôi thấy tội nghiệp. Chứ không là tôi bắt bà luôn rồi cho bà biết vậy đó cho bà biết. Còn ông cũng vậy nữa. Không có biết pháp thực gì chơi, không biết được tài cán gì chơi. Cũng mà đặt làm quỷ nữa. Mà làm quỷ dở hẹt, không làm quỷ nữa, còn bà dở hơn. Có tài cán hay làm quỷ được? Đúng rồi, có tài cán làm quỷ được, không có tài được làm quỷ. Vậy bây giờ mày có ngon mày thả tao. Còn bà này, không, ông thì không có tài, chắc rồi đó. Bà này không có tài, nhưng mà bà không có cái tài hay lắm. Phải tài lanh á. Bây giờ mày có ngon mày thả tao ra đi. Không, bây giờ tôi cho hai người đứng với dân nắng chơi. Tôi ra ngoài, tôi lui ra ngoài, hai người suy nghĩ cho kỹ nha. Hai người suy nghĩ cho kỹ thì có nên... nghe lời pháp sư tôi không? Nếu mà nghe lời tôi thì gọi pháp sư ra tôi xả cho, tôi giúp chuyển kiếp thành người. Khi còn sống á, có đàn ngon nè, có đồ mặc đẹp nè, nhất là bà phải không? Bà phải đẹp phải không? Bà nói bà sinh nữ, quỷ nữ đẹp mà, đẹp như quỷ mà phải không? Bà sẽ có đồ đẹp nè, ông cái gì nữa không? Có xe bọng rồi chở bà đi chơi, nó thanh người, nó khỏe không? Nó quỷ không? Bây giờ để con quỷ thằng nói câu là mày khỏi có thắc mắc tại sao mà. Nói đi. Tao chết hồi ta sống hồi cái chế độ mà phụ hệ đó. Phụ hệ là sao? Ờ, vậy thì không biết phụ hệ là cái gì. Phụ hộ hả? Cũng phải đặt là pháp sư. Thì đâu phải pháp sư, ai cũng biết được nhiều chuyện đâu pháp sư chứ bộ đâu phải thần thánh gì đâu mà cái gì cũng biết. Phụ hệ á. Là gì? Là cái người nữ trong gia đình quyết định. Vậy là người nữ nuôi người nam. Đúng rồi.
Vậy là bà nuôi ổng hả? Đúng vậy. Dân ở ngoài kia vô đây. Ừ. Chứ không phải dân ở đây. Ở ngoài kia mới còn cái chế độ phụ hệ. Mày muốn muốn siêu thoát hay muốn làm gì mày nói chuyện với bà vợ tao là phụ hệ đó. Đang nói chuyện bà vợ chứ nói cái, ông cái người hữu định trong gia đình là cái người nữ đó. Đó. Mày làm việc đi. Đây. Giờ tôi nói chuyện với bà, cho hỏi bà nhiêu tuổi tên gì rồi? Tao hả? Ờ. Tao lúc mắt là tao chỉ mới có 35 tuổi. Mà tới hiện tại tới giờ là 35 năm. 35 năm chứ 25. Nhỏ hơn tao 60 tuổi rồi mày. Cộng tới thời điểm hiện tại là tao lớn hơn mày nhiều rồi. Hồi lúc bà chết tao tính tuổi bà chết thôi. Tính tiền tuổi tới giờ chi vậy? Thì tính cộng theo mấy chục năm nữa mày. Đúng chết à? Rồi có tính tuổi vô được đâu. Tao tính trưởng tuổi người dần, người trần gian rồi nè. Ủa mày Dương tính... à, ai tính tuổi người âm. Nếu âm mày mà tính giống đi. Nếu mày nói như vậy là người âm trẻ mãi không già. Thôi bà ơi bà. Đúng hả? Rồi. Nói chuyện với nó là mà mình đừng có khai ra nghe. Ừ. Thì có khai ra mà là mình người dân tộc thiểu số nghe. À, nghe. Đừng khai nghe. Không ai nói rồi đó. Bà dân tộc thiểu số hả? Không. Vậy hả? Tao hiền chi. Không bây giờ ông sợ vợ. Người dân tộc thiểu số là vợ. Bây giờ muốn ngày chuyển kiếp thành người không? Làm người mới không? Tao. Bà cần thì tôi sẵn sàng tôi giúp bà. Về ngôi chùa tu lành tu hiền sớm độ thai chuyển kiếp thành một người mới. Ăn ngon, mặc đẹp, áo ấm, ấm no, đầy đủ, có nhà cửa ở. Ai mà chết, ông bà lang thang. Chú ngủ trong cái nhà này không có cái máy. Rồi bây giờ mày lui ra ngoài đi để tao bàn tính xong rồi tao gọi mày vô. Phải không? Ừ. Không ha. Không. Quỷ ha. Ông bàn gì? Bàn với tôi không có kết quả đâu bà ơi. Không quả. Bà quyết định mà bà nói chuyện với trả đi. Tôi ra ha. Tôi lui ra bàn cho kỹ nha, nhớ kỹ nha. Nhớ là rồi bây giờ mày được. Xả ra đi rồi tao phạt xả nãy giờ rồi ủa lộn xả xả rồi bye bye rồi để tao phạt tính công chuyện của mày rồi sao bây giờ nó nói như vậy rồi sao bây giờ sao ai biết sao sống cái chế độ phụ hệ mà bà là trụ cột quyết định mà thì bà quyết định đi ủa nãy nó thằng này nó nói gì. Nó nói bây giờ là mình là trong hồn ma quỷ gì đó chết lâu rồi, bây giờ cần nó giúp đỡ gì không? Nếu như cần nó giúp đỡ thì nó sẽ đưa hai người về chùa gì đó tu hành và nhanh chuyển kiếp gì đó. Mà không biết cái thằng quầy nó nói có thật không nữa. Bây giờ mà đổi cái chế độ lại đi. Mà không còn quyết định trong trụ cột gia đình nữa thì tôi chuyển chế độ qua là tôi mới nói chuyện với bà được. Không có được. Mày còn muốn chuyển cái chế độ này của tao à? Cái chế độ này quy tắc này từ xưa đến giờ rồi không có ai thay đổi được. Mày có biết không? Cái này là tao kêu cái gì nè? Gà nhà đá nhau nè. Mày làm gì mà cứ quánh tôi hoài giỏi không quánh thằng cha nãy đó. Nó chạy mất tiêu rồi. À, những năm tháng mấy chục năm trên dương thế và đến khi chết cũng mấy chục năm rồi. Rồi mày đi theo tao những lúc mà tao không vui tao đánh mày rồi mày có vui rồi mày có cảm nhận như thế nào không? Ồ, bị đánh lúc sống tới giờ quen rồi. Vậy là mày quen cảm giác này rồi đúng không? Tại tôi với bà trong cái dân tộc thiểu số ra mà. Thì nằm trong cái văn hóa chế độ phụ hệ thì phải chịu thôi. Cái chế độ phụ hệ bởi vậy mà hồi đó bà cưới tôi mà tôi đâu cưới bà đâu. À đúng rồi, hèn chi những lúc mà tao không vui rồi tao đem mày ra tao trút giận tao đánh quá bà cưới trời. Tôi mà có quyền thôi vậy rồi những cái mấy chục năm khi còn sống đến mấy chục năm chết nữa ông có oán hận gì tôi không? Không thì, chót lỡ theo nàng rồi nàng cưới về rồi thì phải chịu thôi giờ sao? Có chết cũng phải đi theo tò hoài nữa nè. Rồi sao bây giờ ta đang quyết định như thế nào đây? Không mấy mình về mình đi kiếm cái chỗ khác mình ở đi. Mình đi khỏi cái nhà này đi.
là không có gặp cha này nữa. Rồi không gặp nó nữa không? Mình kiếm chỗ khác nhở, mình tu luyện đi, mình tự giải quyết mình đi. Chứ nhiều khi nó có gì rồi nó khó giải quyết được chứ mình không. Tao cũng không biết thằng này có nói đúng không nữa. Hôm qua tao ăn được ba cái linh hồn rồi, nhưng mà tao ngủ một đêm tới sáng, bây giờ tao thấy cảm giác đói đói nữa rồi, tao lại thèm khát những linh hồn nữa rồi. Thôi, ăn linh hồn hoài á, không có siêu thoát được đâu. Bây giờ mình phải đi lên núi, lên núi cao hơn chỗ này, kiếm chỗ mình tu luyện đi, rồi mình được siêu thoát, thoát cái quỷ này rồi. Chứ không lẽ bà tính là quỷ hoài vậy đó. Đi lên núi à? Rồi còn thằng này nó đang ở đây, nó đang khuyên rồi sao bây giờ? Ủa, thằng này kể nó, thì mình cần sự giúp đỡ của nó thì giúp, còn mình không giúp mình đi, đâu có sao. Tao không có cần sự giúp đỡ của ai cả. Bây giờ tao đang suy nghĩ, một là đi theo nó, hai là đi lên núi, hai con đường. Rồi mày chọn đi. Bây giờ nóc nhà chọn đi. Mà đi theo cha đó thì tôi đi. Mà ở thì mà đi theo ý kiến của tôi thì đi lên núi. Đi theo tôi, nóc nhà quyết định đi. Cái nóc nhà nào quyết định mày, thiệt tình mày đang nghĩ dớ dẫn, mày đang nóc nghĩ dớ dẫn, dớ dẫn. Nóc nhà. Dớ dẫn. Nóc nhà là bà đó. À. Bà. À thì ra là mày đang nói cái nóc nhà là tao à. Ôi cái bà trời. Quỷ thì cái bà vợ quỷ thì sao bà ngu dữ vậy trời. Chắc có lẽ tao ăn nhiều linh hồn quá rồi bây giờ tâm trong đầu tao nó bắt ổn hay sao á, lúc tao rất là tỉnh, còn lúc tao mơ mơ màng màng tao cũng không biết chuyện gì trong cái đầu tao nữa. Rồi sao nghe lời cha này rồi cô trẻ giúp đi đâu hay cha làm gì mình đây? Rồi sao bây giờ tao với mày đi ra hay sao? Tao mày đi ra gình gình nó hay sao đây nè? Ủa ai là cái nóc nhà? Là tao. Nhưng mà mày biết sao không? Sáng giờ tao đói quá, tao chưa có linh hồn nào tao ăn, cho nên bây giờ là tao không có được vui. Thôi để tôi phó cái nóc nhà để quyết định cho. Mày dám cái ải tao à, mày dám xây cái lực lệ của mấy chục năm, mày dám xây chuyển lại à? Ê con vợ quỷ, mày dám xây chuyển cái lực lệ gì vậy? Con vợ quỷ sao mày cũng không chịu chứ? Con vợ quỷ rồi mà mày là nóc nhà mày cũng không quyết định, rồi phó nóc nhà quyết định mày cũng không chịu. Nếu như tao phó nóc nhà là tất nghĩa cái lực lệ nó quay ngược trở lại đâu có được mày. Ủa con quỷ ơi, con quỷ vợ ơi, con quỷ sao con quỷ ngu vậy? Có hai con quỷ ở đây. Ừ. Tao là mày là nóc nhà. Ừ. Tao là phó nóc nhà. Nhưng... thì tao kêu mày quyết định, mày không quyết định tao phó nóc nhà tao quyết định. Để tao suy nghĩ mày chưa? Để tao coi coi mày có quyết định hay không. Mày suy nghĩ tới sáng không? Tao giờ này là giờ trưa rồi, mày điên rồ rồi. Thằng kia nó đi về luôn là khỏi suy nghĩ luôn á. Thôi bây giờ tao sẽ phó mặt cho mày một lần quyết định đó. Rồi tao nghe mày. Thôi bây giờ tôi quyết định cái kiểu khác. Rồi mày cứ nói. Mày mà nói không xong là tao chọc vô cuốn họng mày. Tôi quyết định là bây giờ tao đi mình ở dưới cái nóc nhà hoài. Sao mà nóc nhà này không thông minh chứ. Thôi giờ nấu nóc nhà ở đây đi, phó nóc nhà đi. À, mày dám cãi lời tao, mày dám cãi lời tao. Thôi chán quá. Từ từ ngoài cái dân tộc thiểu số vô tới đây cũng là cái nết y vậy hoài. Tôi á không phải là tôi hiền,
cũng phải là tôi sợ nóc nhà, là tôi hơi nể cái nóc nhà thôi. Thôi thông cảm cho tôi, tại vì khi nhiều khi là mấy chục năm qua khi chết rồi tôi ăn nhiều linh hồn quá cho nên tôi đã biến đổi rồi. Ôi ngày ăn linh hồn, ăn linh hồn. Tôi nói với bà rầu, bà nóc nhà ơi, đừng có ăn nữa, là coi ở trong cái tâm mình á, ăn nhiều vô rồi nó sân hận càng nhiều vô. Đã nói với bà rồi, cái linh hồn nó có cái sự sống, nó có trước khi chết nó quán hận, nó tức giận, nó ăn vô nhiều gì nào, là trong cái linh hồn của bà quỷ bà đó, là bà đó, à hiểu không? Hiểu rồi rồi. Bây giờ càng ngày nó càng nóng giận kiếm được. Chứ đừng có ăn linh hồn nữa, kiếm gì nhẹ nhàng ăn đi. Ăn đá, ăn cá, ăn xíu ăn, ăn sổ gì đi. Sao mày xúi tao ăn những cái thứ đó bậy bạ vậy mày? Được. Mày hết chuyện mày xúi tao rồi, mày không xúi tao ăn cái gì đi, ăn đá, ăn xi măng. Đá, xi măng. Lốc nhà này à, không im rồi. Lốc nhà này à, có một cơn bão nào cho bay cái nóc nhà này cho rồi. Thôi bây giờ nóc nhà ở đây chơi đi. Đi lên núi. Tôi ở mình ta. Ở với nóc nhà lúc sống tới giờ. Không được gì hết. Thôi vậy tôi đi à. Để cho cái thằng cha nó lại giải quyết nóc nhà đi. Rồi, nó đã đi rồi. Nó đã đi rồi à. À, bây giờ còn mình lên tôi à. Còn mình lên tao. Bây giờ tao sẽ đi tìm thằng kia, tao sẽ xé xác nó ra. Tại nó mà cái thằng này nó đi rồi, nó không có còn tìm mồi cho tao hàng ngày nữa. Ê, xin chào. À, cũng gì mày. Ê, chào. Vậy, ổng đâu có tiêu rồi. Ta nó cự với tao xong rồi, nó bỏ đi rồi mày ơi. Ôi, trời, ổng nói bụng đi kiếm gì ăn đó mà. Bây giờ bà muốn tôi kiếm ổng lợi cho bà không? Cho hai chồng đoàn tụ đi, bà đừng có ghẹo ổng nữa, ổng bỏ bà đi cho bà cô đơn, cô độc mình luôn. Tao bây giờ tao thành quỷ rồi, tao đâu còn sợ sự cô đơn nữa mày. Dạ. Yeah. Đúng vậy. Không, mà không muốn ở bên cạnh ổng hả? Tao bây giờ á, tao giờ tao cũng hết biết tao muốn cái gì rồi mày ơi. Vậy thôi, để tôi tự giải quyết cho bà ha, tôi tự quyết định luôn ha. Bây giờ tôi giúp cho hai vợ chồng bà về ngôi chùa tu, sớm đổi thay chuyển kiếp thành người, làm người mới. Hiểu không? Rồi bây giờ thì giờ sao? Giờ bà đi ra ngoài bà nghỉ đi, tôi cúng cơm cho bà ăn, mà nói nãy mà than mà đói mà. Rồi bây giờ tao cũng đói rồi, bây giờ tao lui ra một hồi tao ăn no xong rồi tao mới suy nghĩ lại nha mày. Suy nghĩ hoài bà nội, vô ra ăn rồi suy nghĩ rồi nói cho tôi biết luôn đi. Rồi. Rồi đi ra đi. Rồi. Chắc có lẽ mình phiên được hai cái dông này rồi không bao coi. Công kia dở quá mà giờ quyết định nè. Giờ mình sẽ bày thức mình cũng đi. Bắt đầu thì mình sẽ giúp cho hai vợ chồng ông nha. Để đây rồi mình cúng chỗ này được không? Rồi chỗ này không được. Rồi chỗ đi. Mình đã chỉ chí cũ nữa đi mà bác ơi. Vậy ha, làm sẽ đặt cái máy cái. Rồi, Lâm sẽ đặt cái vị trí cũ luôn nha. Giờ đặt cho hai cái dông này đã dùng đi. Còn lát nữa chắc mình phiên được đó. Bảy nhận bà mặt nha. Cái bà này cũng nói chung là tâm thì cũng quỷ thiệt, nhưng mà tâm cũng không đến nỗi ác đâu. Cũng biết lắng nghe. Ông chồng thì dễ rồi. Làm sao làm không biết, mình cứ giúp được là mình làm không mà bác ơi. Khó cái nào cũng phiền hỏi trời.
đồng ý ra ăn là có nghĩa là phải biết lắng nghe đó. Lắng nghe thì dễ rồi. Chó quá. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quan Thâm Bồ Tát, Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Như Bồ Tát, Nam mô các gia chủ, các hương linh, thổ thần, thổ đệ, các chư vị thần đã thần non ở đây, đặc biệt là hai cái dòng người trong mấy thời, hãy dùng bánh trái để giúp cho về chùa tu lành tu hiền, sớm độ thai chuyển kiếp thành người được hạnh phúc ấm no nha. Nam mô A Di Đà Phật. Ở đây thì quỷ khổ lắm. Ai, giờ làm ăn xả ha. Ui ra cho hai cái dòng này dùng này không bà bắt nha. Mà cái thằng này nó đã bại phản rồi. Để tao ăn xong tao còn suy nghĩ lệ rồi tính với mày sao. Hãy xem đây. Mày thằng kia đâu rồi? Nó đã cúng rồi. Mày cứ ra đây mày dùng với tao nào. Mày xuống đi, nó cúng ra rồi. Ủa sao bà không đi theo tôi? Tao là người quyết định mà. Hay là mày quyết định ở đây vậy? Mày cứ xuống dùng đi rồi tao sẽ quyết định. Định hả? Đúng vậy. Rồi mày cứ xuống dùng đi. Rồi vậy lóc nhà lớn, lóc nhà dùng trước đi. Không, tao đợi mày xuống luôn dùng cho vui. Sao mà mày cứ chậm chạp vậy? Tao xuống đây một buổi rồi tao đứng tao kêu mày chậm chạp quá vậy. Mày thật là chậm chạp. Rồi sao? Bây giờ mày ngồi xuống mày dùng đi, rồi tao suy nghĩ xong rồi tao quyết định đưa bị, mày. Bị quánh là no rồi. Ai? Bây giờ bà đổi bà chết hèn chết khác thì bà dùng đi. Tôi bị ăn quánh ăn thâu ăn chỏ quen no rồi. Rồi tôi đứng đi tôi đợi. Thôi, cứ dùng đi. Tại vì ông cũng biết là tôi ăn nhiều linh hồn quá rồi nên tôi đã biến đổi tánh tình, tôi đã biến đổi theo ngày tháng rồi ông à. Ông cứ dùng đi. Ông là người hiểu rõ hơn ai mà khi còn sống là tôi đã như vậy rồi đúng không? Cũng vì tôi khi còn sống tôi đã như vậy rồi cho nên tôi mới chết một cách oan uổng đó. Rồi bây giờ mày có ngồi xuống dùng không hay để tao lên chỏ nữa? Bị quánh cái que rồi. Rồi bây giờ mày ngồi xuống mày dùng đi. Không. Dặn rồi nghỉ dùng luôn. Mày nói tiếng nữa là tao cho nguyên cái dĩa trái cây này vô cái bản mặt là mày xong. Tôi lì lắm tôi mới chết nè. Tôi đâu sợ nữa. Mày lì quá cũng bởi cái lì mà mày chết. Còn tao. Mày nhắc lại cho tao nhớ đi, tao chết vì sao mà tao chết vậy, mày nói đi. Mày chết sao kệ mày đây chứ, mày chết là nhớ đi, có tôi không biết đâu. Mày dám trả teo không, mày trả teo, tao đọc cái cuốn họng mày. Mày trả teo với tao hả, tao đọc cuốn họng mày. Trả teo với tao. Trả
thả kèo như sao? Không biết cái ông bà trước ha sáng lập ra chi mà cái chế độ hữu hệ, bởi cái người đàn ông của tôi nó khổ, ông không có tiếng trong gia đình. Thôi bây giờ bà ngồi xuống đây, ngồi xuống bà ăn đây, ăn bà giọng vô rồi cho cái tâm tính mình nó nhẹ nhàng lại chứ. Hung dữ cái gì, hung dữ cũng vì cái tánh này mà ngày trước tôi mới chết đó. Không phải đâu, hồi đó là bà không nhớ rồi, chết lâu quá, chết ba mấy năm mà quên chứ. Hồi đó là bà đại diện hết trơn, hiểu không? Trong cái chế độ phục hệ đó. Là cái gì bà cũng quyết định chứ. Đám dỗ, đám thôi nôi, đầy tháng, đám cưới, đám ma, đám gì bà không ly chăng. Bà là người phụ nữ quyền lực mà. Rồi vậy đó, thì gì bà cũng quyết định cho là bà mới chết đó. Đi ăn nhậu với người ta, với trong người dân tộc đó, rồi rủ người ta về. Thôi dùng đi, dùng. Rồi cứ nói tiếp. Một cái chết của mình mà mình không biết nữa, kêu người ta nói nữa. Tao nhớ là tao đi về, về xong rồi tao cự qua cự lại gì đó, rồi tao đánh đâu mà tao lúc đó theo người tao có rượu rồi. Không phải, tôi với bà là chết chung một lượt nè. Bà đi đi cái đám dỗ, cái đám dỗ ở trên xóm trên đó. Mà bà là bà nhậu chưa có đủ đô. Rồi cái bà mới rủ mấy thằng đi đám dỗ chung đó. Về nhà luôn. Rồi nhậu. Rồi nhậu chung với người ta luôn. Rồi kêu tôi ra là dọn mồi cho bà nhậu luôn. Bà quyền lực mà. Bà nhậu một hồi còn có cái thằng kia nó ăn gian. Thằng ở trong cái xóm của mình đó. Nó ăn gian, nó qua cua hai ba dọc vậy đó. Bà mới nóng lên, bà mới rủ người ta bánh lộn. Bà bánh lộn luôn. Bánh lộn không lợi người ta. Rồi tôi mới binh bà, tôi bánh. Rồi ba bốn thằng kia đó, ba bốn thằng bà rủ về đó. Nó quánh tôi với bà chết. Tôi bà chết lượt luôn đó. Chết rồi mình cũng còn quyền lực. Thì đừng có ăn những cái linh hồn bé nhỏ nữa. Ăn càng ngày càng cái tánh nó càng nóng. Chắc do tôi ăn nhiều quá cho nên tôi ăn càng ngày cái tánh tôi nó đã biến đổi rồi ông à. Tôi đã biến đổi lâu lắm rồi, kể từ ngày mà tôi ăn mấy chẳng 200 cái linh hồn nhi đó, chẳng 200 cái linh hồn đó là bắt đầu là tôi biết là cơ thể tôi nó đã biến đổi luôn đó ông. Thôi người ta nhậu rồi vừa thôi tới về nè, đi chồng con thì đi rủ bạn bè nhậu nữa, nhậu kêu dữ vô chắc vừa tới đồ hay sao. Lúc đó ở trong đầu có rượu rồi cho nên là một phút một giây á tôi chưa có chợt nhớ tỉnh, chưa có chợt nhớ. Bây giờ ông nói rồi tôi mới chợt nhớ ra rồi. Bây giờ là bà là nói chuyện gì còn hơi để đỡ rồi đó. Chứ mà lúc mà bà còn sống mà bà nói chuyện hơn nữa, nói chuyện lớp bóp rồi nói chuyện rồi chửi thề. Không có văn hóa gì hết. Có luôn hả? Vì cho bà là vợ tôi mà, tôi không biết thì ai biết. Thôi bây giờ ăn đi rồi quyết định đi theo. Bây giờ mình cũng trôi dạt vô tới cái xứ này rồi. Cũng giấc dơ giấc dưỡng mấy chục năm nay ở đây rồi. Cũng không có gặp cha nào đâu mà giúp đỡ. Cái nết bà như vậy đó thì người ta cũng không có giúp đỡ bà đâu. Bây giờ là quyết định đi, để tôi quyết định cho.
Rồi bây giờ tôi đã quyết định mấy chục năm nay, giờ tôi cũng chán rồi, bây giờ tôi cho quyết định đó. Thấy cha này cũng được nè. Cha này là cái gì bà? Nó là pháp tày. Pháp tày. Ừ. Như pháp nhãn hay pháp tạng gì á. Nó là pháp tày gì đó. Ừ, pháp tày. Thôi bây giờ tôi không cần biết nó là pháp tày hay pháp nhãn hay pháp gì, kệ nó. Rồi bây giờ ông quyết định đi. Ôi cái thằng cha pháp này nè. Ừ. Tôi thấy cũng được nè. Ừ. À, bữa trước có lợi để cúng rồi ha. Ừ. Mà có dùng rồi. Tôi cũng có dùng rồi. À. Cũng được ha. Đầu ra cha này tốt quá ha. Được thì cũng được, nhưng mà món ăn này với tôi rất là lạ lắm, tôi chưa có quen. Ôi, lâu lâu bà mới bắt được Hồ Nguyễn Di. Ừ. Đói bỏ tôi mà phải đặt hoài có mai lắm rồi. Lâu lâu hên lắm mới được linh hồn Linh Di tôi ăn, còn những cái lúc không hên là tôi cũng đói khát lắm. Mà cơn thèm của tôi nó lên rồi là không có thịt ăn là tôi khó chịu. Bây giờ quyết định đi, mình là cái người miền ngoài vô đây. Ừ. Mình cũng không biết hướng mình đi về đâu. Ừ. Mấy chục năm nay là bởi vì cứ lang thang hoài. Cái cha này á, không nói cho giúp đỡ gì đâu. Thì dục xong đi, dùng cho no đi. Đừng có thèm những cái dông Linh Nhi đó. Rồi nghe lời cha này đi. Rồi chỉ gửi mình đi đâu mình đi gì đó đi. Rồi cứ ăn nhiều vào. Còn mà bà không đi thì tôi đi à. Bà ở đây đi. Thôi tôi lưu lạc trên dương thế này mấy chục năm tôi cũng chán rồi. Đánh ông cũng mấy chục năm tôi cũng là chán rồi. Giờ tôi không muốn đánh ông và tôi cũng không muốn gì nữa. Tôi đánh ông nhiều là năm tháng nó dồn lại, bây giờ là quá trời nhiều rồi, tôi cũng chán lắm rồi. À, nếu mà bà đánh tôi riết rồi bà cũng chán rồi phải không? Chán rồi. Còn bây giờ bà đừng có đi theo tôi. Bà đi theo cái thằng cha cúng này đi. Ừ. Rồi coi cha kêu bà làm gì rồi làm đó đi. Rồi mày đi đâu? Tôi đi về chùa, tôi đi theo trước. Thì đi một lượt, mày nói cái gì vậy? Ôi, tôi cũng sợ bà dữ lắm. Tôi đi theo bà về đó là bà quánh đập tôi là tiếp tục nữa hay gì? Tạ tao đã nói rồi. Tao đánh mày mấy chục năm nay, đánh từ khi lúc còn sống đến lúc chết tao đã nhừ tay rồi, tao chán lắm. Tao không muốn đánh mày nữa. Rồi sao mày tự quyết định đi, rồi tao biết đường tao nói với thằng kia. Thì quyết định vậy thì đợi trả ra đi. Rồi bây giờ đã quyết định xong rồi đúng không? Quyết định xong vậy thì tao sẽ kêu cái thằng đó nó ra đây, nó sẽ đưa tao với mày đi luôn một lượt. Mày cứ ăn no vào. Đêm hôm tới giờ tao không có linh hồn bên như tao ăn rồi, tao cũng khó chịu lắm. Linh hồn bên như ở đâu ra mà kịp cho bà ăn vậy? Đúng vậy, hên tao mới được tao ăn. Tao ăn xong rồi, lâu lắm lâu rồi tao tìm. Đây nè, bây giờ bà, để tôi chỉ bà nè, nhiều lắm. Ở đâu? Từ Vũ á. Từ Vũ tao nghe cái tên này nghe quen quen nè. Hình như là nó ở Minh Xài Thì Phố gì đó đúng không? Ừ, đúng rồi, cái bệnh viện Từ Vũ đó, chuyên môn mà não phá thai đó. Mà lên đó, rình đó đi. Tôi không có đi theo bà nữa đâu á. Vậy là nó ở Minh Xài Thì Phố hả? Không biết ở đâu, tôi nhớ cái tên gì đó. Tao nghe cái tên này nó lạ ổng quá à, mà nó ở xa xôi quá rồi, bây giờ tao muốn đi ra đó tao rồi tao phải vượt 100.000 cây số tao đi nữa à.
Thôi bây giờ mày có thể là mày đi cùng tao đi, mày lén lén mày bắt mày gìn mày đem về cho tao ăn. Không, tôi đi theo cha này rồi chứ không có đi theo bà nữa. Lên mà lên đó đi, mày chỉ cho bà đúng cái chỗ rồi. Mà thôi, tao đã suy nghĩ kỹ rồi, tăng mấy chục năm nay rồi, bây giờ tao biến đổi tấm rồi, tao không muốn ăn nữa. Thì đi theo tôi. Tao đã ngộ đạo rồi. Xin chào. À, tao xin chào mày. Mày đã đưa tới được khi nào vậy? Chào bác sư đi chứ vẫn bị giúp đỡ cho một cái chào mày quá. Rồi. Tao xin chào pháp sư. Ê, xin chào ông anh. Ồ. Tao cũng xin chào pháp sư. Thôi chưa. Đang dùng. Ê, cái bài kia bà quyết định chưa? Tao đã quyết định kỹ rồi. Hôm qua đến giờ, hôm qua thì tao chưa ngộ đạo, nhưng mà vừa rồi tao ăn no một gặp thứ hai này rồi là tao đã ngộ ra được cái đạo rồi, chân lý của cái đạo này rồi. Thì bây giờ tao sẽ không còn đánh cái thằng này nữa, tao chán rồi. Và tao hứa tao sẽ không ăn linh hồn thai nhi nữa, tao chán rồi. Vậy tôi nghĩ vậy người giúp thôi được rồi phải không? Đúng vậy, bây giờ tao ngộ đạo rồi mẹ ơi. Bây giờ tôi giúp cho hai vợ chồng về ngôi chùa tu lành tu hiền nha. Về đó thì bà ơi, bà làm ơn bà đừng ăn sinh nhi nữa, về đó là tu rồi. Bà đó là ngộ đạo đúng không? Tất nhiên là không có ăn thịt giống hồng linh nhi nữa. Mà hãy đưa cho về ngôi chùa dùng thực phẩm chay để mà tu sớm đầu thai chuyển kiếp thành người nha. Ông theo bả luôn nha. Ơi. Tôi là ông không giúp bả là tôi cũng theo ông hà. Vậy hả? Tôi tính đưa bả cho bả đi đâu bả đi. Không, đưa về ngôi chùa đó, ông có sợ, ông đừng có lo. Về ngôi chùa đó có tu tập rồi có các vị Bồ Tát cai quản cho nhà, bà này cai lộn là đuổi bả ra ngoài đó. Ai cai lộn mà đuổi ra ngoài. Đâu gần nhau được đâu, với lại bên đó là có bên nam một bên nữ, hai người đó ở trong đồn gai lột. Ha. Nghe mày nói tao yên tâm rồi, về đó mày cứ yên tâm. Tôi hồi đó giờ tôi chưa có được ai giúp đỡ hết trơn. Tôi ở ngoài tại tôi cũng lang thang mấy chục năm nay rồi. Tôi thấy mấy thằng cha kia kìa làm gì, tôi cầu ông cái thử ông làm. Sao? Ông khó, ông làm sao cho cái bà nóc nhà của tôi nè. Sao? Bà mất cái tánh mà ham ăn cái giống hồn giống nhi đó. Trời ơi, mới nói không ăn nữa, ông về đó là không có ăn được giống hồn ở đâu. Về đó nghe kinh kệ hết trơn, hiểu về Phật hết trơn, không ai ăn. Bà nói thì nói vậy thôi chứ nó đi vô cái linh hồn quỷ của bà sâu lắm rồi, từ khi bà thành thèm bà cũng lén bà trốn bà đi ăn nữa. Dễ dồn đi ra được, ngôi chùa nó khó mày lắm. Sao bây giờ tao ngộ đạo ra rồi mày rảnh nói tao như vậy vậy? Đúng rồi, ông sai cái này, ông sai rồi đó. Bà hiểu rồi, bà tại sao ông khẳng định được là ở trong máu bà như vậy. Bà không thay đổi được, con người chúng ta giờ mình có giữ tới đâu, mình có hung hăng cái đâu thì bản chất mình có thể quay đầu lại bờ mà. Nó Đức cũng, Phật cũng dạy chúng ta như vậy. Cũng như ông thấy đó, mới có nó động tới xíu là làm dữ tới nữa không. Tại vì sao đó chưa có dứt được cái tâm mà hung dữ. Thôi vậy nếu ông nói như vậy thì tôi nghe ông vậy. Thì về đó nghe kinh kệ rồi nhiều, tự động là bả từ từ bả giác ngộ, bả thấu hiểu thôi à. Ông bây giờ ông lo cho ông đi. Còn bà thì về đó sẽ bà sẽ nghe kinh kệ và có những cái dòng nữ ở nơi đó làm bạn với bà đó. Thì người ta tu thế nào bà bắt trước, bà tu giống vậy thì bà từ từ bà cũng ngộ đạo, bà sửa được tánh thôi. Đúng vậy. Tâm bổng thiện sửa từ từ. Chứ không phải là một ngày một bữa là thay đổi liền được đâu. Đúng không? Tôi bây giờ tôi đã ngộ ra cái chân lý đạo rồi, tôi đã ngộ đạo ra được cái chân lý con người rồi. Giờ cho tôi hỏi rồi, hai chồng là thuộc gì, nãy có nói là dân tộc gì? Dân tộc gì không? Dân tộc thiểu số.
Tiểu số hả? Vậy ông, là tôi đánh ông với tôi ngu rồi. Đánh ông ngày tháng này qua năm tháng nọ nó tồn lại với là tôi ngu rồi. Vậy là dân tộc này ở vùng cao đúng không? Đúng không? Ở trên núi phải không? Đúng vậy. Thì hai vợ chồng có con bỗng gì chưa? Tôi nghĩ chắc hai chồng chưa có quá. Chưa ông à. Chưa hai gì? Chồng lấy nhau bao lâu rồi? Tao lúc đó còn sống rồi, chắc khoảng 10 năm trở lại rồi mày ơi. À, họ chết nè. Bà nói mà hai chồng chết bao nhiêu năm? 35 hả? Năm rồi. 35 năm rồi, hai chồng chết rồi đi tới đâu đi chung nhau vậy? Ông cũng chịu 35 năm bị bả quánh mà còn hồi còn sống là cưới nhau 10 năm. Ủa hồi còn sống cưới nhau bao nhiêu? Cưới nhau mười mấy năm, nhưng mười. Mà khoảng 10 năm trở lại là chưa có con là chết rồi. Ờ, nghĩa là cưới nhau là ông chịu trận bả mười mấy năm nay, rồi xong là chết xong chịu trận mấy chục năm nay rồi. Là rồi. Coi như là gần 50 năm rồi phải không hả? Đúng. Hả ông Quỷ? Ông tên gì à? Hả? Ông tên gì? Nói chuyện với tôi hả? À? Thế tên gì ông nội? Vậy là nó để lẽ tôi giúp ông đi nè, ông ngáo ngáo rồi, ông ngáo hơn bả rồi, bị quánh quải rồi. Tại vì nó bị tao đánh nhiều quá cho nên nó đã ngu luôn rồi. Ông tên gì? Tôi tên gì bà? Mày tên là Adang Rê. Mày tên là Adang Rê. Còn tao tên là Mẹ Trung Đấy. Trời ơi. Hỏi cha. Hỏi cha này có nhớ không? Không vậy, vậy mày cứ kêu hai ông bà được rồi. Đúng rồi. Tôi tên Lì bà ơi. Bà tên Lượm. Trời ơi, tao nói cái tên dân tộc của mình ra rồi. Ờ, vậy thì cũng được đó. Hai người đi. Adang Rê hả? À, vậy là bà là ổng không? Ổng lì phải không? Tao tên Lì. Ổng phải tên Lộm. Lộm. Tại vì cái tên của người dân tộc của chúng tôi nó rất là khó kêu không à. Bà nói tên người dân tộc rồi ra ngoài dân tộc nói người ta mới nhớ. Còn cha này cha không nhớ đâu. Bà nói diễn chùm không nhớ thiệt. Đúng vậy, tên người dân tộc khó nói lắm. Thôi bây giờ ông ngồi vậy đi ông Lộm ơi, ông Lì ơi. Tôi giúp ông về chùa tu, bên đó là phái nam nữ là nữ, ông tôi không có sợ bà đó đâu. Phải đóng cho nó tròn cái vai trò chế độ phù hệ nè. Ừ. Rồi bà đóng nhà cho phép đứng lên không? Rồi mày cứ đứng đi, mày cứ nói hoài vậy. Một hồi nữa là tao đập mày một sạch này nữa là mày tiêu mày luôn đó. Cứ đập hoài. Thôi. Bây giờ hai chồng thấy cũng vui, cũng nói chung là có hai chồng mà gây lộn gây bả, mặc dù anh đóng anh nhiều quánh ông nhiều mà bả ông không chia tay với bả, tất nhiên là ông không bỏ bả được. Người chồng trung thủy, người quánh chồng tốt ghiền, quánh cái ghiền, quánh cái vụ ghiền nữa, quánh cái ghiền phải đi theo hoài vậy. Hả? Dạ hai chồng đi về chùa tôi á. Rồi trước khi đi thì ông ơi, tôi bây giờ mấy chục năm nay tôi đánh ông, bây giờ tôi sai quá, ông đừng buồn nha, bây giờ tôi sẽ đi đây. Rồi, hai người điên lượt luôn ha. Ông A chấp tay niệm sớ chữ Nam Phật tôi đưa đi nhiều nha. Vậy đó ráng tu lành tu hiền sớm đầu thai chuyển kiếp thành người nha. Về đó là bên bà ở nhà quá tôi à. Ừ. Rồi, chấp tay niệm sớ chữ Nam Phật đi. Cảm ơn Pháp Sư, Pháp Bạn. Cảm ơn cho Pháp Sư nha. Ê. Rồi đó ông bà bác ơi, ông đã cũng may giúp được hai cái dòng, ông bà mắc cười quá, vui tính quá. Rồi làm công đó giúp về chùa tôi lành tôi hiền, chịu qua dữ quá, dí dòng qua trời. Bữa nay thì những lời khuyên cũng như lời nói hai người cũng giác ngộ và hiểu ra. Hai ông bà này mắc cười vui quá. Rồi giúp hai ông bà đi rồi, cảm ơn bà bác theo dõi. Video làm kết thúc tại đây, rất mong ông bà có bác hãy sống trong cuộc sống được hạnh phúc ấm no nha. Bà bác chào tạm biệt bác nha.